rồi. Ngon đấy. Đang ra được. Ừ, lấy vợt đấy, lấy cái vợt to to ấy, Dung. Kìa, Trung, ui. Chết này. Đây đấy. Bày hết. Bay hết. Nào không bay bắt một cây này hết. Ui 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 ui. Ui. Rồi vào đây. Anh này không đang sót thật. Cây này thì cây này nó cũng hết rồi đâu. Bây giờ. Cái vợt nó Bắt đấy, bắt đấy. Bắt đấy. Ui dụng hết rồi đâu. Ui. Giờ dụng đây dưới đây này. Không phải cho nhanh nó lặn nào thấy lắm. Đấy. Đấy, ui đây kìa. Đấy nhớ mày. Có mạng tránh không bị có đâu, tao cho em một làm gì có ảnh luôn. Ít lắm. Ít nhỉ. Này. Vào. Đây. Nhẹ nó ơi, dụng hết hoa. Nhẹ thôi dụng. Ui. Nhẹ thôi dụng hết hoa người ta. Đúng đây, đúng đây. Đúng được không? Ui đấy. Ui bảy ạ. Ui. Dùng bảy hết. Ôi, như ong vỡ tổ này. Úi, đừng rúng, để anh bắt chỗ nó dưới này. Mày này. Đấy, cái này mà không cẩn thận á, nó xịt đái vào. Đái vào mắt thì thôi rồi nha mọi người nhá. Đây, ôi. Đây, hai con này. Mày vô hai con này đi. Ôi ôi. Cứ dùng đi, dùng trên này đi. Dưới này anh bắt dưới này xong. Ui vỡ trận. Ui nhiều, ui chục. Nhiều quá luôn. Chưa mưa mấy này phải mưa phùn đấy thì nó rụng. Nó phải vừa đấy vừa mưa phùn đấy. Thì dễ bắt. Lúc mà đánh đèn đấy. Ui trời. Đoạn tiễn phân thầy, ui bậu đầy trên hàn rào kìa. Hết. Cũng ít thôi. Căn bản là nó khô cánh hết rồi. Khô cánh hết rồi. Này. Đâu mà tù lắm nữa đâu, anh Trung lên lên này. Cầm lên. Ui. Nhánh như kìa là cái... Rất là nhiều luôn. Tố. Nhiều vào vẫn tay vẫn bị hết. Bóc hết cánh đi nhá mọi người nhá, để lại trơn ăn được giò. Có nhiều người bóc cả trơn mọi người. Nhìn biết mà. Đó em ơi. Thế nhìn nó biết. Đấy đấy, có gì đấy.
xả ra đấy. Rơi. Rơi răng nọ. Trưa vừa nghịch răng, tối rơi răng đang biết cho nuốt. Trong anh vừa biết cháu vừa đánh răng rồi đấy. Vừa biết cháu vừa đánh răng rồi. Vừa hát vừa đánh răng rồi. Cảm ơn em. À, thôi mày. Bây giờ anh em mình mang chương trình ra đồng như để giang mọi người nhá. Ui, tối nhiều rồi. Tối nhiều. Đấy. Nhóm củi xong rồi cho dầu vào. Bây giờ mình sẽ đảo cái thứ cho nó đồ nóng. Hành khô để cho nó thơm mọi người nhá. Chưa nóng, chưa nóng. Đảo thơm, cái này nó thơm nhanh lắm rồi ạ. Cho vào dầu nóng một tí là nó sôi rồi. Thơm thế nhỉ. Cái này thì nữa là đả tí bia bia thì ui trời ơi. Cũng bia bia. Đó luôn à. Ui rồi. Ngon đấy. Cái này cái hành được. Thấy em ra được. Đảo chín đảo 99 bắt đầu giòn rồi mọi người nhá. Tâm này với tâm quan trọng này. Tâm này bắt đầu cho mắm này mọi người này. Ôi thơm lắm đấy nhỉ. Bỏ chít là phải cho mắm. Rồi hết nước chấm luôn. Là canh không nhỉ? Đấy. Ui dồi. Đảo đi, tí nó nhạt tí đảo cho thêm. Đấy, cũng cái nhá. Muối mì, muối mì. Con này nó bị rơi. Ui, bóng. Cơm này rơi giòn. Tí mắm này. Rơi giòn nhưng mà nó ngấy. Ngấy. Tí nữa đầu mình vào bát á. Nhưng mà vẫn phải cho thêm một tí mắm vào chú ạ. Nhiều mắm không? Ừ. Ừ. Cây anh. Ê. Ôi. Ra em bổ. Ra em không? Nó ra một nửa, đào một nửa xong rồi này đào một nửa nữa. Nó nhiều quá ấy. Không, ngon mà. Đấy, bắt đầu cho lá chanh nhé mọi người nhá. Lá chanh này thơm lắm. Thơm thế nhờ. Úi dồi. Thơm đấy. Càng nhiều là chanh càng thơm càng ngon. Ôi, nào không kẻ cho ra, cho ra đi. Cho ra, cho ra, cho ra, cho ra, cho ra, cho ra đi em. Đấy. Đỏ hết được. Quấn, 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 quấn. Khoái lắm rồi kìa. Đấy, hai đĩa luôn. Uầy, cắt cơm trước nhau rồi nha. Với tất cả mọi người nha. Có được của chúng. Nổ tanh tách luôn mọi người ạ. Nó nổ tanh tách trong mồm rồi. Ăn xuống rồi đấy. Nước mặn đâu, nước mặn đâu. Rồi. Ra đây ngồi nha mọi người nha. Trong lúc anh em mình nấu nướng ấy. Đây, anh Nhâm vừa gọi thêm 20k tiền lạc. Với cả 100k sinh tố lố mạnh. Như tây luôn. Chưa ra để liên hoan nha mọi người nhá. Liên hoan. Có Mao đại ca lúc kia cũng đi bắt nhưng mà Mao đại ca lại về trong lợn để mọi người ạ. Hôm nay nhà Mao đại ca lợn để. Thế là có mấy anh em mình chiến rồi. Mai lại đi bắt tiếp mọi người ạ. Có làm gì không em? Đến mùa thì hầu như là cứ rảnh văn là lại đi bắt bọn ship này. Tung tung các kiểu mọi người. Con này. Con này ạ. Cơm đi ra, cơm đi, cơm đi, cơm đi. Mà trơn, sợ cua mà. À, mỗi người một cơm ấy. Đấy này. Có, em một bán mua. Đây rồi. Ồ, uống hổ. Tăng tí mát nhỉ. Nào. Nào. 2, 3, dô. 1, 2, 3, dô. Mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha.
Ừ. Ủa. Mẹ. Hấp hấp tiêu hấp tiêu. Cái ăn cái này đáng nhẽ phải mang thì giờ đi mọi người ạ. Món này không không gắp bằng đũa được tại vì nó trơn. Nhưng mình dùng bằng tay nhá mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Ai thích ăn nhạt thì nó vừa rồi, nhưng mà mình thì mình thích chấm thêm mắm mọi người nhá. Chấm thêm mắm ơi. Ngon nhỉ. Giòn. Gặp cái con có trứng là con con. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon không? Cái bổ là lần này là ăn lần thứ hai mọi người ạ. Lần trước thì mang để dân nhà đồi chế biến luôn tặng người đồi. Lần này thì chế biến người đồng. Lần này ngon hơn lần trước không? Trứng rồi. Ngon không? Không không không. Sông vơ thì anh nhỉ? Đấy, anh uống một ít đâu. Tay uống ít á? Ừ. Vâng. Tôi giả. Ăn là phải giả 3-4 con. 3-4 con có trứng một. Ăn là mày sướng rồi. Đây. Làm miếng ớt. Làm ngon luôn nha. Cho cái lá lốt nào hùa. Mới là mọi người nha. Ừ. Ok em yêu. Còn lá lốt nữa. Ừ. Đi à. Đây bây giờ là thế này đúng không? Thế này à? Đấy. Ủa? Ai con cuốn à? Ai à? Thì bảo chứ nó phải như thế chứ đúng không? À. Ớt nè. Nói chung là một gốc thế này thì chả mấy mà hết đi. Ăn uống nó phải. Làm ăn hai lạng kia rồi. Đấy chấm chấm. Ngu quá khít. Ăn được kém. Đó, giòn. Mình ăn 4-5 con mua mà chả đi. Bọn này không dùng đùa được kìa. Thỉnh thoảng ăn chỉ cái con mà nó chưa đáy ra đây. Cái cay ăn sướng. Nhìn quá. Ăn như kiểu mù tạt đấy. Nó ăn ngon đấy. Chỉ là nó. Nào, rô lại cái đây anh ơi. Rô. Tôi ơi. Mày em hổ uống bia chán thế nhỉ? 1, 2, 3, rô. Để em con miếng lá lốt này. Món này ăn là với lá lốt cũng ngon nha mọi người nha. Lá lốt này. Đầu tiên thì cứ chọn những con cái ăn. Tí nữa hết những con cái thì ăn con được sau. Đừng có súng người đánh trúng này. Sao biết? Sao biết? Ấy. Được là súng ấy. Không sao được. Đấy những con cái là nó những con mà nó vàng nó to hơn này, những con đực quắt dí này, những con đực của chim này. Đấy. À. À, đây là con đực nha mọi người nha. Quấn lại. Được chấm với cả nước mắm tỏi ướt nha. Múc lắm. Dạ, thấy con vàng nó cái luôn. Nó to đấy. Làm cái tuổi à? Lâu lắm rồi anh em mình mới được ăn. Đầu mùa này, bữa này là bữa thứ hai mọi người ạ. Nhưng mà bữa trước thì quay bây giờ. Sao? Được rồi, hết chưa? Hết chưa? Hết rồi, ăn bữa. Đó.